Xin chào bác Nhật Hoàng Văn Nhật. Đấy, bác ở Đồng Hới nhá, tỉnh Quảng Bình. Sau đây sẽ tiến hành test cho bác cái cặp tép này nhá. Em test bàn giao để chuyển đi cho bác này. Đấy, 164A nhá, đúng tép của bác luôn này. 164A nhá. Đấy, đợt này nhà em gần như là tép cháy hàng luôn. Đấy, không có hàng bởi vì là các bác đặt quá nhiều. Sau đây em sẽ tiến hành test cho bác luôn này. Mở máy bài phương thảo ấy. Một tay em thao tác nó hơi khó. Em thương mến ơi, anh hay yêu màu xanh. Mà nếu có lỡ gì ta sao chẳng thành, vì em ra đi trước anh. Này người yêu, khi anh nhớ em, hãy ngước lên trời xanh. Mình đã gửi con tim qua phong thư màu xanh, mình đã ước cho duyên đôi ta vẫn hoài xanh. Mà hôm nay sao em ra đi, về trời xanh xa xôi xa xăm em bỏ anh. Này trời xanh có thâu có biết trái tim này, còn than khóc tiếc nhớ em mãi suốt đêm ngày. Làm thế nào cho em hay ta đang mong, mong được tỏ. Ok bác nhá, vậy là xong một trước này. Đấy, test lên rất là hay luôn. Thực ra cái này thì em quay em đã test rồi, nhưng mà test bàn giao lại cho bác có chắc. Đã rơi tay. Anh mơ tưởng rằng tìm được em ở nơi cuối mây, để đời anh thôi không xót xa, cô đơn không còn vậy. Đừng khóc nữa khi con tim không còn say, đừng nhớ nữa khi đêm đen kéo đến thật nhanh. Vì hôm nay anh theo em đi về trời xanh xa nơi em đang trông nhớ. Được vâng nhá, thì vừa rồi là em đã test xong hai cái tép này cho bác rồi nhá. Đấy, vâng, cảm ơn bác đã tin tưởng đặt cây sầu này với em nhá. Chúc bác và gia đình là luôn luôn mạnh khỏe nhá. Vâng, xin chào. Vậy bác nào mong đã có nhu cầu như bác khách này thì alo lại cho em nhá. Vâng, xin chào các bác.